Quý vị và các bạn thân mến, Carloman vừa mới có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị với các ngư dân, những người lái thuyền là thúng máy. Bây giờ thì Carloman đang chuẩn bị tắm biển coi thử cái biển ở đây xem. Mình thấy nước ở đây rất trong, chỉ có điều là vì cát nó vàng cho nên là biển mình nhìn nó không xanh thôi, chứ còn biển cũng rất là sạch nha. Ồ, ở đây mình thấy có một anh bạn. Hello. Thế là what's your name? My name is Michael. Oh, your name is Michael. Where are you from? From Mũi Né. I live in Mũi Né. Oh, you live in Mũi Né? Yes. How long? 5 years. Oh, 5 years. Yeah. You working here? Yeah, we have in Mũi Né hotel and windsurf station. Oh, you work with manager. Oh, anh Michael là manager của khách sạn Mũi Né Hotel nha. Anh ở đây 5 năm rồi. Ồ, tình cờ sáng nay mình ra đây gặp ảnh luôn. You have a girlfriend, Vietnamese girlfriend or wife here? Yeah. Your wife is Vietnamese? No, Vietnamese. From Russia. Oh, from Russia. I am from Ukraine. Oh, you from Ukraine? Yeah. Oh, you. And every morning you play with this? Yeah. Every morning in this place, in Silent Bay and Surfer U residence. Oh, okay. Oh. So how do you go with this? Can you show me how do you go with this? Yeah, right now. Hey, hello. But I don't know how to go. How many long? No, I don't know. I don't know how to play like you. I'm sorry. How to do like you? Maybe 4 years. 4 years you play with me? Yeah. Ôi. Anh Michael đã chơi cái này 4 năm rồi mà mọi người có thể tin là trong vòng 4 phút là Coleman có thể chơi được cái này không? Mọi người tin không? Nguyên đám này nó không. No way hả? Hãy xem đây. Người ta chơi 4 năm, mình chơi 4. Mình chơi 4 phút rồi. Ừ, dạo này đây. Ủa, anh tục quần này luôn hả anh? Sơ hả? Ủa, họ mặc áo hả? Mặc áo được mà không gặp cũng được. Anh tới được. Cái áo đây cho phải ma sát chứ người ta tạo. Đừng có lấy một mặt. Lẹ quần. Quay cái mông anh nè. Rồi, đó. Ta chuẩn bị đồ chơi hết rồi chứ bộ. Đó là phải giỡn đâu. Yeah. Chụp thông luôn nè anh chụp thông luôn nè anh. Michael, in Rồi. Bye. Ok anh. Nhìn chuyên nghiệp lắm anh. Mới cầm mà đã muốn xỉu rồi. Em còn biết đâu rồi chứ. Có cái chú kia đang lướt phán hay quá nè. Yeah, đó. Dạ. Rồi rồi anh trượt vô, anh trượt vô thôi.
Ủa chợt mà anh, chợt chứ phải nằm đó anh. Nằm vô nó chắc. Sao em bị đứng với anh á? Đang chờ sóng vô. Ôi đảo quá vậy ta. Anh còn chưa đứng lên mà anh phải đứng lên cái đó. Ai đã lắm á. Tao men thử lại. Đã lắm á. Thử là thử đứng nha. Yeah. Anh quen mẹ nha. Anh đứng á, chụp được tấm mà đẹp luôn á. Anh đứng xích cho anh bắn cho em được hả? Thôi chừng nó nha, ướt máy đó. Chuẩn bị. Đứng được luôn hả? Từ từ. Đây hơi khó quay nha mọi người. Nước không chống à? Nước không vậy? Để họ chống nước. Mà gimbal thì không. Điện thoại này cũng chống nước nè. Cẩn thận đấy Suwin. Lên đi anh ơi. Ôi, nào bây giờ chúng ta sẽ xem sư phụ Michael của Colorman, anh ấy đứng lướt ván như thế nào nhé. Không khó lắm, đứng lên thăng bằng khó vô cùng. À, thấy chưa, phải cột luôn chứ bộ đâu phải giỡn đâu. Cột để không nó không bị trôi mất anh. Ồ, hay quá. Cảm ơn mày chơi thú vị nha. Ooh.
Trên 4 năm mới đi mình chạy đó. Nào, đó mình cũng bơi ngang ông này chứ bộ giỡn hả? Ồ, mình đứng luôn nè. Chưa. Quý vị và các bạn, một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi người sợ Colorman chưa? Người ta chơi 4 năm, tôi chơi 4 phút. Nhưng mà người ta chơi đứng, tôi chơi nằm. Cảm giác rất vô mốt. Lắm luôn. Nói với các lên hồ bơi quá. Lên hồ bơi đi ha. Rồi. Thôi, bây giờ chắc là không làm sai. Xin chào tạm biệt mọi người ở đây. Ồ, con gắn cái bánh xe vô hay vậy. Để đẩy vô anh. Ồ, bắt đầu cái cảnh này hay quá. Tranh thủ tạm ơi, các em xem nè. Đó. Ồ, khi mà cái thuyền thúng cập vào trong bờ thì ở họ có một cái bánh xe gắn vào đó. Anh đấy, anh đi trước kìa. Đấy, ước mơ của mình 4 năm nữa. Nhiều ước mơ quá. Ước mơ bay diều 5 năm nữa và ước mơ nước ván này 4 năm nữa. Nhiều quá. Bây giờ comment xin chào tạm biệt mọi người nha. Bắt đầu tiếp tục chương trình. Sáng nay là còn một chương trình bơi đua nữa. Bơi đua trên hồ.